Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Redmi K60 với cả Realme GT5 giá 6 triệu thì máy nào ngon hơn? Dưới 6 triệu mua máy gì? Và từ 10 đến 12 triệu chọn chiếc K60 Pro hay là Xiaomi 13? Tất cả sẽ ở trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Ok, xin các bạn 30 giây quảng cáo. Team chúng mình có một cái Shopee tên là Mobile City Meta Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sờ nóng lạnh, bao mức giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa nha, bảo hành vàng 12 tháng tại tất cả chi nhánh của Mobile City. Những bạn ở xa không đến sốt được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh được chưa? Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đến với câu hỏi đầu tiên, K60 và GT5, con nào là máy chính lâu dài toàn diện nhất vậy anh? Hay tầm 6 củ có con nào ngon hơn không anh, sử dụng lâu dài? Ok, mức giá 6 triệu với chiếc K60 với cả Neo 5 ấy thì một là bạn sẽ phải săn sale hoặc là bạn sẽ phải mua máy cũ nhá. Chứ còn hiện tại mức giá thì toàn 6 triệu 7 với cả 6 triệu 9 thôi. Và trong tầm giá của K60 với cả Neo 5 thì đây là hai chiếc máy best choice rồi bạn nhá. Nhưng mà tất nhiên, mỗi máy sẽ có một điểm mạnh riêng. Nếu mà nói về hiệu năng mạnh mẽ trên game ấy thì chiếc Redmi K60 nó sẽ nhỉnh hơn các bạn nhá. Cùng là con chip Snapdragon 8 Gen 1 này. Nhưng mà khi chơi game nặng thì chiếc Neo 5 nó sẽ hơi bị nóng một chút, trên 50 độ C, dẫn tới là FPS nó sẽ tụt giảm hơn so với cả chiếc Redmi K60 nhá. Ngoài ra thì chiếc K60 sẽ có cả sạc không dây 30W nữa và pin 5500 cho hơn khoảng 10%. Còn đâu thì với chiếc Neo 5 sẽ vượt trội hơn về khoản là ngoại hình đẹp hơn, đúng nào, rõ ràng luôn ấy. Chiếc Neo 5 thì cụm camera to hơn này, hầm hố, có LED RGB rất chất, rất khác biệt. Camera của chiếc Neo 5 cũng rất là tuyệt vời luôn, vượt trội hẳn so với cả chiếc Redmi K60 nhá. Kích thước cảm biến to hơn này, thuật toán của Realme cũng làm ok hơn. Và sạc nhanh của chiếc Neo 5 thì có tận hai phiên bản cơ, một sẽ là 150, hai sẽ là 240, đều sẽ vượt trội so với cả chiếc Redmi K60. Còn đâu về màn hình thì mình thấy hai máy xem các bạn nhá. Loa ngoài thì chiếc K60 cũng nhỉnh hơn một chút nhưng mà không nhiều đâu, không đáng kể. Và với cả hai thì đều up được ROM rồi, dùng làm máy chính ok. Thì đó, nếu bạn thích một chiếc máy kiểu toàn diện, có chụp ảnh các thứ thì lấy chiếc Neo 5 nhá. Nhưng mà thích chiếc máy mạnh nhất có thể thì Redmi K60. Đến với câu hỏi thứ hai, anh em cho mình hỏi, nhu cầu của mình là chơi game, lướt Facebook, TikTok, thi thoảng có chụp ảnh, xài từ sáng tới tối, tài chính 6 triệu đổ về, mua máy nào ạ? Ok, với nhu cầu của bạn thì thứ nhất này, cần camera ổn ổn một chút, cộng với cả pin trâu đúng không? Thì dưới 6 triệu, thích hiệu năng mạnh với cả toàn diện ấy, mình thấy có chiếc Realme GT 5 SE bạn nha. Về khoản chơi game lướt Facebook, TikTok thì thứ nhất, con chip Snapdragon 7 Plus Gen 2 của máy thuộc dạng mạnh nhất tầm giá rồi, Galaxy Buds chơi đồ họa cao luôn. Còn về lướt Facebook top top thì đó, màn hình của chiếc Neo 5 SE chính là màn hình của chiếc Neo 5 luôn, rất chất lượng trong tầm giá, thuộc dạng best choice, 144Hz này, viền mỏng, cân đối, màu sắc lên tuyệt vời. Máy cũng sẽ có hai loa stereo rồi, giải trí ok. Thi thoảng chụp hình thì đây, mặc dù phần cứng của chiếc Neo 5 SE hết sức bình thường nhá, cảm biến camera chính ấy vẫn sẽ chỉ là 1/2 inch thôi, nhưng mà được cái thuật toán của Realme thì trước giờ làm khá là ok, ảnh chụp ra sáng sủa tươi tắn, các bạn dùng được ngay. Và cái việc bạn dùng từ sáng tới tối thì đây, pin của máy sẽ là 5500 các bạn nhé, thuộc dạng đỉnh nhất tầm giá rồi, đi kèm với cả sạc 100W cũng ok nhất tầm giá luôn. Và với chiếc Neo 5 SE hiện tại thì có ROM quốc tế mod rồi bạn nhé, áp sang dùng làm máy chính ok. Thì đó, bạn cân đối giúp mình chiếc Realme GT 5 SE nhé. Chuyển sang câu hỏi thứ 3, 10 đến 12 triệu mua K60 Pro hay là Mi 13 ạ? Nhu cầu của em chơi game và làm máy chính. Rồi, hai chiếc máy này thì đều chơi game, đều làm máy chính tốt nhá. Tại vì Snapdragon 8 Gen 2 mà, quẩy game rất sung, có ROM rồi, áp sang dùng thoải mái. Nhưng mà rõ ràng rồi, hai chiếc máy hướng tới hai phân khúc khác nhau hoàn toàn các bạn nhá. Chiếc Redmi K60 Pro ấy sẽ là một chiếc máy rất thực dụng, trang bị trên giá thành rất tốt. Còn chiếc Xiaomi 13 thì sẽ là một chiếc máy flagship mà, thiết kế kiểu nó tranh xả đúng trend hơn ấy, flagship hơn. Cụ thể với chiếc Redmi K60 Pro thì nó sẽ rẻ hơn chiếc Xiaomi 13 tầm khoảng 3 triệu lận các bạn nhá, một con số khá là cao. Và thậm chí khi này thì hiệu năng của chiếc K60 Pro có phần nhỉnh hơn so với cả Xiaomi 13. Đó, chơi game nặng nó sẽ sung hơn, rồi thì pin của chiếc K60 Pro trâu hơn nhá. Đánh đổi lại thì với chiếc Xiaomi 13 đắt hơn 3 triệu ấy, bạn sẽ có một cái thiết kế đẳng cấp hơn rất là nhiều. Khung kim loại này, máy nhỏ nhắn, viền vuông, đùng chen, viền màn hình rất mỏng. Chất lượng màn hình của chiếc Xiaomi 13 thì cũng sẽ nhỉnh hơn so với cả chiếc K60 Pro nha. Camera nữa, rõ ràng là một chiếc flagship thì sẽ hơn tầm trung rồi đúng không? Chụp ảnh quay phim Xiaomi 13 nó sẽ ok hơn. Nên là với câu hỏi của bạn ấy, mình nghĩ là bạn phải xác định rõ hơn nữa. Bạn thích một chiếc máy nhỏ gọn này, sang trọng, đẳng cấp hay là một chiếc máy màn hình to, thực dụng? Rồi, vậy thì các bạn thấy sao với câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua các máy trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận của video. Giờ xin chào, bye bye.